với môn tiếng Việt trên truyền hình. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Chúng mình sẽ học bài 10, nghe viết thời khóa biểu, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nào, bây giờ tất cả các con sẽ mở sách giáo khoa trang 45, nghe cô đọc bài nhé. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ, buổi, tiết, môn. Bây giờ các con hãy bấm dừng video lại và các con đọc lại bài một lần nữa nhé. Để giúp các con viết bài được tốt hơn, cô trò mình cùng đi tìm hiểu đoạn viết này. Các con hãy cho cô giáo biết thời khóa biểu có tác dụng gì? Thời khóa biểu giúp ta biết được các môn học trong ngày, trong tuần. Các con hãy quan sát lên bảng và cho cô biết trong đoạn văn trên, những chữ nào cần viết hoa? À, trong đoạn văn trên, những chữ đầu câu phải viết hoa. Và những chữ nào chúng mình hay viết sai nhỉ? Các con hãy lấy bảng và viết chữ khó vào nhé. Con đã viết được chưa nào? Bây giờ, chúng mình hãy cho cô biết. Khi đi viết đoạn văn, chúng mình cần viết như thế nào? Khi trình bày một đoạn văn, chữ đầu đoạn lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu. Bây giờ, các con lấy vào ô ly, chúng mình chuẩn bị viết bài nhé. Đầu tiên, các con hãy viết cho cô thứ, ngày, tháng, năm. Sau đó, xuống dòng, lùi vào bốn ô. Viết cho cô từ nghe, viết. Tiếp tục lại xuống dòng, lùi vào ba ô. Ta viết tên đề bài, thời khóa biểu. Các con hãy bấm dừng video lại để viết nhé. Bây giờ, cô đọc bài để chúng ta viết. Các con lưu ý, khi viết đoạn, các con lùi vào một ô ly và chữ đầu đoạn viết hoa. Thời khóa biểu cho biết. Thời khóa biểu cho biết. Thời khóa biểu cho biết. Thời gian học các môn. Thời gian học các môn. Thời gian học các môn. Của từng ngày trong tuần. Của từng ngày trong tuần. Của từng ngày trong tuần. Chấm. Cả lớp lắng nghe, cô đọc lại toàn bộ câu thứ nhất. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ hai. Thời khóa biểu gồm. Thời khóa biểu gồm. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc, nhiều cột dọc, nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang,
và nhiều hàng ngang, và nhiều hàng ngang. Chấm hết câu thứ hai. Các con lắng nghe cô đọc lại câu thứ hai. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Cô chuyển sang câu thứ ba. Các bạn học sinh. Các bạn học sinh. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu. Thường đọc thời khóa biểu. Thường đọc thời khóa biểu. Theo trình tự. Theo trình tự. Theo trình tự. Thứ gạch ngang, buổi gạch ngang, tiết gạch ngang, môn chấm hết. Các con đã viết xong hết chưa? Bây giờ các con hãy quan sát bài viết của mình và đối chiếu với bài viết cô trên bảng để soát lỗi bài của mình nhé. Các con chú ý nghe cô đọc lại. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Chấm. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Chấm. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ gạch ngang, buổi gạch ngang, tiết gạch ngang, môn chấm hết. Cô vừa hướng dẫn các con viết bài thời khóa biểu. Bây giờ chúng mình làm một số bài tập nhé. Bài tập số 1. Dựa vào tranh viết tên các đồ vật bắt đầu bằng cờ hay ca. Ở đây cô có 3 đồ vật. Các con hãy quan sát kỹ và viết tên 3 đồ vật bắt đầu bằng cờ hoặc ca. Các con đã viết được chưa nào? Bây giờ các con hãy quan sát đáp án của cô. Đầu tiên là cái thứ kẻ. Kẻ có chữ ca. Tiếp theo là cái kéo. Kéo có chữ ca. Và cuối cùng là cái cặp. Cặp có chữ cờ. Các con xem mình đã viết đúng chưa nào? Các con cần lưu ý, chữ ca thường đứng trước các nguyên âm E, I, E. Còn chữ cờ sẽ đứng trước các nguyên âm còn lại. Bây giờ, cô cùng các con sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2, chọn A hoặc B. Ở bài tập số 2 có 2 phần. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ học và làm phần A. Phần A yêu cầu các con chọn chờ hoặc trờ. Ở đây cô có đoạn thơ, nhưng đoạn thơ này còn thiếu chờ hay trờ. Nhiệm vụ của các con phải điền đúng âm chờ hay trờ để tạo lên tiếng đúng. Các con đã chọn được chưa? Bây giờ, các con hãy đối chiếu với đáp án của cô.
Ở dòng thứ nhất, cô chọn âm tr. Tiếp theo, dòng thứ hai, cô chọn âm tr. Và lưu ý, đây là dòng thơ nên chữ đầu câu các con cần phải biết hoa. Cô chọn âm tr để thành tiếng chân. Và đến dòng thứ ba, cô chọn âm tr và kết thúc là âm tr. Các con lắng nghe cô đọc đoạn thơ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Các con thân mến, bài học ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các con viết bài chính tả, thời khóa biểu và làm một số bài tập. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con. Right time.